Cái cặp mắt hai mí rất là ưng ý và rất là đẹp. Các chị nhìn hai bên nó khác biệt liền ha. Các chị không cần phải đi cắt mắt, cắt mí mà các chị vẫn có một cái cặp mắt hai mí rất là ưng ý, rất là đẹp, rất là tự nhiên, nó không có cái vấn đề như là cộm hay là bí con mắt của mình nó bị sụp nè, nó bị bục mí nè. Các chị nhìn cái nó bị già, các chị có cái ý định là mình sẽ đi cắt mắt, cắt mí. Có nhiều chị mắt một mí nữa thì các chị khoan đi ha. Các chị vào đây xem em sử dụng cái tấm kích mí lưới này. Thì đây là cái tấm kích mí lưới tàn dây hình. Nó sẽ giúp cho các chị thay đổi cái ý định là các chị sẽ đi cắt mắt, cắt mí. Cái sản phẩm này là rất là tiện ích. Thì các chị chỉ cần bỏ ra 30 giây thôi là các chị có ngay một cái cặp mắt hai mí rất là ưng ý. Các chị nhấp cái mí lên cho em như này. Sau đó là các chị di chuyển cái nhíp ra phần chính giữa của miếng mí, đảm bảo hai cái đầu mí của mình nó thẳng ra, để khi các chị xịt nước lên đây thì keo ở trên đây nó sẽ giãn nở ra thôi ạ. Thì các chị ở trên mí này nó đã có keo sẵn rồi, thì mọi người chỉ cần xịt nước để keo ở trên đây nó giãn nở ra, rồi các chị dán mí lên mí của mình như bình thường thôi. Thì các chị chỉ cần nhìn xuống cho em nè, các chị đặt từ giữa mắt của mình á, các chị căn từ giữa mắt của mình, sau đó là các chị vuốt về hai bên ha, căn từ giữa mắt, vuốt về hai bên cho em đó. Căn từ giữa mắt rồi vuốt về hai bên ha. Các chị để cho em tầm khoảng 30 giây để cho keo nó khô. Keo nó khô vào mí của mình rồi á thì các chị chớp chớp mắt mấy cái cho em. Sau đó là các chị định hình cái form, định hình cái form hai mí lên cho em ha. Nó cho mình cái form hai mí rất là ưng ý và rất là đẹp. Cái mà em đang sử dụng đây ấy, là cái form cái size nhỏ ha. Nó còn có cái size to nữa. Đây là cái size nhỏ và đặc biệt á là cái mí này á nó rất là mỏng nhẹ tự nhiên và nó không có lộ, không có cộm. Các chị có thể sử dụng hàng ngày và cái độ bám dính của nó rất là cao. Các chị dán cho em từ sáng tới tối, khi nào mà không muốn dùng nữa thì các chị lấy tay các chị gỡ ra thôi, chứ nó cũng không có tự xúc. Giá của nó thì cực kỳ là ưu đãi cho các chị. Một bộ của nó bao gồm cho mình là 3 tấm mí như thế này, thì trên đây nó có rất là nhiều những cái cặp mí cho mình. Này là các chị sử dụng hai bên mắt của mình, các chị sử dụng mắt nào cũng được. Một tấm size nhỏ này nó có 24 cặp là các chị sử dụng được 24 lần. Một bộ của nó có 3 tấm như này là các chị sử dụng cho em gần 3 tháng nó mới hết. Thì giá của nó ưu đãi cho các chị hôm nay khi mua hàng là chỉ có 99k. 99k cho một bộ của nó bao gồm cho mình là 3 tấm mí như thế này. Nhưng mà nó có hai size, nó có size lớn và size nhỏ. Đây, nó có hai size lớn và size nhỏ. Thì một tấm size lớn nó có 18 cặp, một tấm size nhỏ nó có 24 cặp. Mắt của chị nào to rồi thì các chị sử dụng cho em cái size nhỏ thôi để nó hạ cái con mắt của mình xuống. Mắt của chị nào nhỏ thì dùng cho em cái size lớn để nó nâng cái cung mí của mình lên. Còn mí của chị nào mà bị sụp nhiều, mà bục nhiều, mà nó có nhiều những cái vân mí thì các chị sử dụng cho em cái size lớn. Hoặc các chị nào mà đang phân vân là không biết chọn cái size lớn hay cái size nhỏ thì ưu đãi hôm nay khi các chị mua một bộ size nhỏ, em sẽ tặng kèm thêm cho các chị hai tấm size lớn để các chị trải nghiệm. Hôm nào các chị muốn dán size nhỏ thì các chị lấy ra các chị xài. Hôm nào muốn lấy size lớn thì các chị dán ra các chị xài. Một bộ như thế này các chị sử dụng cho em là 4 tháng nó mới hết. Một tấm size nhỏ là 24 cặp là các chị sử dụng gần 1 tháng mới hết. Mà một bộ của nó 3 tấm các chị sử dụng cho em là gần 3 tháng. Em tặng thêm cho các chị 2 tấm size lớn nữa. Hai tấm size lớn này là các chị xài hơn 1 tháng. Tổng một bộ này là các chị sử dụng hàng ngày, là các chị sử dụng cho em 4 tháng mới hết. Còn lâu lâu các chị mới xài thì các chị xài hồi nào cho hết. Có đám, có tiệc, thôi lôi, sinh nhật, đầy tháng thì các chị cứ lấy ra các chị xài. Và ưu đãi khi mua hàng hôm nay thì em sẽ kèm theo cho các chị một cái bộ dụng cụ đi kèm. Một cây nhíp để cho các chị gắp mí lên và một cái cây định hình để cho các chị dán mí xong nè, các chị định hình lại cái form hai mí lên cho em. Và một cái chai này, thì cái chai này là chai không, về nhà các chị đổ nước lọc vào đây để dùng. Ở trên tấm mí này của mình nó đã có keo sẵn rồi, đã được ép keo khô để cho các chị có thể để được lâu, thì khi nào dùng tới thì các chị lấy nhíp nhất mí lên, sau đó là xịt nước để keo khô ở trên đó nó giãn nở ra, rồi các chị dán lên mí của mình như bình thường thôi. Ưu đãi duy nhất hôm nay á là các chị mua một bộ của nó là 3 tấm.
Một bộ của nó là 3 tấm mí nhỏ, em sẽ tặng cho các chị thêm 2 tấm mí lớn để các chị trải nghiệm. Hoặc là các chị mua bộ size to, em tặng cho các chị 2 tấm size nhỏ. Hoặc các chị có thể lấy hết size lớn hoặc hết size nhỏ, tùy các chị. Cú pháp đặt hàng của các chị là bộ lớn tặng size nhỏ, hoặc bộ nhỏ tặng size lớn, hoặc lấy hết size lớn, hoặc là lấy hết size. Em đang sử dụng là cái kích mí size nhỏ. Nào mà không muốn cái form to, chỉ muốn cái mí của mình nó rõ và nó vừa, thì các chị sử dụng cho em cái size nhỏ thôi. Mà cái giá của nó vô cùng ưu đãi cho các chị là chỉ có 99k một bộ. Thì các chị nào mà có nhu cầu sử dụng hàng ngày thì các chị cứ lấy 2 bộ mà dùng, có thể mua tặng cho người thân và bạn bè. Một bộ là 99k cộng phí ship giúp em, mua 2 bộ là 199k thì em sẽ giao hàng miễn phí ship cho các chị. Thời gian sử dụng của cái sản phẩm này là cả ngày. Các chị khi nào mà các chị không muốn xài nữa thì các chị lấy tay các chị gỡ ra, chứ nó cũng không có tự xúc. Các chị có thể đi chơi, đi bơi, đi nước thoải mái. Các chị nhìn cho em là nó không hề lộ, không hề cụm và không hề thấy cái miếng mí ở trên mí mắt của mình, mà nó cho mình cái cặp mắt hai mí rất là ưng ý và rất là đẹp. Các chị nhìn hai bên nó khác biệt liền, mà nó rất là tự nhiên, nó không có cái vấn đề như là cộm hay là bí con mắt, nó không có bị nặng hay là bị trì con mắt của mình đâu. Mọi người có thể yên tâm sử dụng hàng ngày cho em, nó rất là dễ xài và rất là tiện lợi.